Năm 2024 này, ngành dệt may đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 44 tỷ đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương đã làm việc với hơn 400 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vốn là những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như là châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi đơn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam là tiến dần lên các phương thức sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Đến năm 2035, đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu dệt may sẽ đến từ các sản phẩm mang thương hiệu Việt. Để thực hiện được quá trình chuyển đổi này, các doanh nghiệp cần quyết liệt trong sản xuất bền vững, xanh hóa và chuyển đổi số, sử dụng nguyên liệu tái chế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải có những sự thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí, nâng cao năng suất, tạo ra những sản phẩm chất lượng phù hợp với xu hướng.